lô bình thân con đít gài 4 vít. Cốt 1 mới sấy chưa xài, mới vừa về nha anh em. Đây là lô hàng của ngày hôm nay. Giá cho một cái bình xăng con đít gài nó dao động từ 1,8 triệu đến 1,9 triệu một bình, tùy nước da đẹp xấu. Còn bình 4 ốc thì nó dao động từ 2,5 triệu đến 3 triệu tùy bình. Đây có hai cái bình đít nhôm nè, rất là đẹp nha anh em. Bình đít nhôm rất là hiếm. Tất cả bên này là bình cốt 1 mới sấy chưa xài, ba anh em về gắn là chạy liền, không cần phải làm gì thêm. Chỉ anh em chỉ có việc về là canh lại cái dít lơ theo máy, tùy theo cái lực của cục máy thôi. Còn dít lơ đang gắn sẵn trong tất cả các bình xăng cốt 1 ở mình là sẽ là dít lơ mặc định là 95 nha anh em. Đây có cái bình Kenhin ra băng cốt 1 luôn, đa số là SDC nha anh em. Giá là một dao động là từ 1,8 triệu đến 3 triệu một bình tùy loại. Ngoài ra cửa hàng mình cũng có bình S Tân Đa rất là nhiều, anh em cứ đến cửa hàng mình xem được tiếp. Còn đây là mình quay cái lô hàng bình cốt 1 mới về ở cửa hàng mình. Anh em có nhu cầu alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332.